Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi lang thang đến cái con đường Trần Hưng Đạo. Ở khu vực này là gần với bến đò La Cai rồi Đại Thế Giới ha. Xíu nữa hành trình chúng ta sẽ đi một vòng ở đây rồi hồi nữa mình quay lại cái hẻm số 37 có 36. 36 Trần Hưng Đạo. Thì trước khi đến hẻm 36 thì mình đi một vòng, xuất phát từ ngay chỗ đầu hẻm 36 đi đến Nguyễn Tri Phương, xong cái mình hoành bên kia đường lại, mình đi bên kia mặt đường, tại bên đây có cái dãy phân cách đó, mình không có qua đường được, nên mình bắt đầu đi từ đây đi lên kia rồi mình hoành ra trái, quay đó hoành bên tay phải. Đi hoành lại cái hẻm 36. Thì đây cũng có mấy căn nhà ngày xưa, nhà cổ, nhà thời Pháp. Như vậy bên kia thì nhà mới hết rồi. Như vậy bên đây nè. Đây là nhà xưa này, xíu nữa ta đi bên kia chúng ta nhìn lại sẽ rõ hơn. Thì cái video này em cũng đây giống như chuyện trời lớn nha. Cái video này em cũng định thực hiện lâu lắm rồi nhưng mà chưa có dịp thực hiện, thì hôm nay rảnh rỗi thì ngày chủ nhật mới có dịp đi lang thang như thế này. Hôm nay đi cùng em Nị, bạn đồng nhỏ thì ở nhà ngủ trưa, bây giờ là 3 giờ mấy chiều. Bên kia hẻm 206. Hẻm Hoàng Sĩ Phường. Hoàng Sĩ Phường á, 206 Trần Đạo, mình đi lên tí nữa, hướng này là về chợ lớn nè. Đi lên tí nữa tới không? Đây là gì? Đường Nguyễn Văn Đừng. Không phải. Đường Nguyễn Thời Trung, đi ra bến Hàm Tử. Hôm nay chúng ta đi đến đây là ngã tư Trần Hưng Đạo và Nguyễn Tri Phương. Có vẻ trời hơi nắng, chói nắng. Đây là ngay chỗ ngã tư bánh bao Thọ Phát nè. Bên kia là Trần Phú. Bên kia có cái nhà hát Nhân Dân. Ủa nhà hát gì? Như nhà hát Nhân Dân thì phải, nhìn xa xa thấy không rõ dữ lắm. Nhà hát. Đây cái chỗ cao cao lên đây nè. Cái chỗ nhà hát xưa đó. Không biết cô chú anh chị mình có ai hình dung ra không ha? Cho em xin cái comment nha. Còn đi về hướng này thì chúng ta đi đến cái bến đò La Cai. Bến đò La Cai là cầu Nguyễn Tri Phương bây giờ. Vòng lên kia đi, vòng kia, vòng trở lại. Đây có chỗ qua đường không? Nguy hiểm quá vậy. Đây có chỗ qua đường. Đây là không có dừng, không có điểm dừng ha. Đây mình, đây là cầu Nguyễn Tri Phương nè, Đại Thế Giới. Ở đây không có thành đá. Đây tự mình qua đường thôi. Hôm nay mình dẫn cô chú anh chị mình đi một vòng khu vực Đại Thế Giới ha. Si khẩu, khu si khẩu là khu ăn chơi của các ông chủ, hồi xưa người ta gọi là khu si khẩu. Bây giờ mình đi vòng qua đó để đến cái nhà hát đó nè, rồi mình vòng trở lại nhà của chị Tina để lấy xe. Trời ơi, tức dữ à. Rồi. Thì lúc nãy đi một vòng thì gửi xe ngay chỗ cái hẻm đó. Đây cũng có để chung cư thời xưa nè.
cười 9:07. Bên kia đường thì buổi tối bán nhiều đồ ăn lắm à, quán Tình Bạn ha. Đó, ta nhìn lại này, mình đang đi, đang đứng ngay trước cửa cổng đại, cổng Đại Thế Giới. Bây giờ là khu vui chơi giải trí trẻ em á, giá vé người lớn 60, trẻ em 30. Ủa em có tiền vé hả? Ơi chơi vé chứ. Rồi đây là cái ngã ba Trần Phú và Trần Hưng Đạo đây, cái mũi tàu đó, đi hướng này đi về Chợ Lớn nè. Rồi hướng này mình đi ra Nguyễn Trãi nè, có cái hẻm nhỏ nhỏ. À, cơm gà Lão Mã bên đó đó. Rồi hướng này thì mình đi về đường Trần Đạo quận nhất lúc nãy nè. À, nhưng mà bây giờ chúng ta thôi đi bo qua Trần Phú, rồi chúng ta đi bên kia đường. Ừ đi mà mọi người qua đường nha, cẩn thận nha. Ở trong cái hẻm 36 lúc nãy á, là nó là cái chung cư, chung cư ở cái có cái sân, cái sân thì để giữ xe. Đây đường Trần Phú khúc này nè, là bán rất là nhiều đồ ăn nè. Thôi đi bên đây đi, bên đây để nhìn thấy bên kia chứ. Đi bên kia thì đâu có nhìn thấy, muốn nhìn thấy cái rạp hát, rạp hát nghệ thuật Phương Nam. Đó, buổi chiều là bên đây bán rất nhiều món ăn, vịt quay nè, rồi cái gì đó, hủ tiếu mì, rồi điểm sâm. Đúng rồi, rạp hát nhân dân. Đó, chúng ta đến rạp hát nhân dân ngày xưa rồi nè. Đó, nhưng bây giờ là sở ô nhà hát nghệ thuật Phương Nam, không biết còn sử dụng hay không. Nhìn rất là cổ, ở trên này như là chung cư, ở trên này có người ở. Cái đường Trần Phú này bán rất là nhiều quần áo, áo khoác ha. Ta chịu khó đi tới một tí nữa thì đến cái hẻm 36 à. Bên kia cũng áo khoác nè. Chứ anh Thịnh mở cái quán nhậu bên đó nó tân. Giờ trả rồi, giờ trả mặt bằng. Đây là đường Nguyễn Chí Vương và Trần Phú. Trần Phú khúc kia là bán hòm, chạy hòm, rồi nhà tang lễ. Ở đó có xôi nhà xác nổi tiếng từ xưa giờ luôn á. Tại đi ghê thôi chứ người ta ngon mà. Ngay đây thì có cái chung cư mới xây nè. Ở dưới thì bán cà phê. Ủy Lai Môn hay gì ta? Không biết. Chắc cái chung cư tên Ủy Lai Môn. Rồi chúng ta đi đây hướng về đây bánh bao Thọ Phát bên đây ha. Rồi bao điểm súm thì là của Thọ Phát luôn nè. Đó, ngay cái bên Thọ Phát cũng có cái nhà hàng. Rồi chúng ta qua đường để đi đến cái hẻm 36. Có vẻ cái video này hơi dài do chúng ta đi lang thang phố thị để cho bà con mình cùng nhìn ngó. Rồi mình đi lấy vô đó lấy xe rồi mình đi về luôn.
Nãy mình đi bên đây đường, bên kia đường, thì giờ mình đi bên đây đường để nhìn qua bên kia. Ồ, điểm sống đông ghê không? Bao Thọ Phát đây rất là đông. Nếu mà chúng ta đi bên đây nhìn bên kia có dãy nhà rất là đẹp nè. Em cố tình để đi như vậy để nhìn thấy cái dãy nhà này nè. Dãy nhà thời xưa. Nãy chúng ta đi bên kia nhìn bên đây. Bây giờ chúng ta đi bên đây nhìn bên kia. Để không bị chói nắng. Nói chung quay phim này cũng là cái niềm vui. Nên cô chú chị đừng có ngại ha. Không cần phải công cán hay thù lao hay gì hết. Hả? Đúng không ạ? Đồng. Đồng thứ hai cũng là thôi họ về Cống Quỳnh uống nước mía, lên nước mía 60 năm đi. Đó, dãy nhà đẹp đi chưa? Xây hồi xưa thời Pháp xây. Chưa. Qua cái dãy nhà cổ này mới tới được. Nhìn rất là đẹp luôn. Thì ra mấy dãy nhà này rất là hiếm nè, hiếm thấy ở Sài Gòn. Rất là quý nè. Cao, hay là trái cao phơi khô. Chanh hay cao? Chanh hả? Lại nhiều muối mà. Người ta đi vài căn nữa là người ta đến cái hẻm. Ba mươi sáu. Để gửi đến anh chị cái hình ảnh gì đó ở Sài Gòn. À, cái chỗ Win Laza này nè, hồi xưa là cái gì đó mà em quên, nhưng mà giờ nó xây lên cái tòa nhà này, cái khách sạn, cái trung tâm tiệc cưới này nè. Ở đây có Diệm Tu Tắc nữa nè. Đó này là mới xây. Rồi, em đi vô hẻm rồi em lia nhẹ máy để cho anh chị nhìn thấy ha. Chứ nhiều khi lại đứng ngay cửa nhà người ta quay thì cũng kỳ lắm. Nhà 35 xịt có 36 xịt 7. Này hẻm 36. Đầu hẻm. Nhỏ dễ thương. Này, ở đây người ta có cái máy chè. Chắc buổi sáng bán hủ tiếu. Này nhìn từ xa đây là cái hẻm. À, đây là cái chung cư 36 xịt 7.000 chỗ lá cờ. Rồi. Hả? Chụp hình nữa. Chụp hình ở chung cư. Đó là chung cư người qua. Đó, chỗ 37 là chỗ này đứng nè.
56/7. Rồi. Rồi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Số hình ảnh gửi anh chị. Rồi đi, đi về thôi, lấy xe đi về. Nè anh cầm đi. Rồi chúng ta bắt đầu đi ra ngoài hẻm. Dạ, xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo ha. Hy vọng là những hình ảnh này sẽ chị Tina sẽ nhận được. Và trong xin cái comment nha. Ê, tán tròn trùng trục.